hai năm trước lăng tiêu được cứu yêu mỹ nữ tổng giám đốc hàng duyệt hy len lén chạy đi làm tài xế kim trợ lý của cô lại biết được nàng có một thần bí vị hôn phu chưa từng gặp mặt lăng tiêu nhất thời có nguy cơ vì có được nữ tổng giám đốc xinh đẹp hắn dùng hết thủ đoạn bắt được nhược điểm của nàng uy hiếp hàng duyệt hy gả cho anh nhưng hắn không biết vị hôn phu của hàng duyệt hy dĩ nhiên chính là hắn mà hàng duyệt hy lại càng không biết Trưởng phu hỗn đảng hận thấu xương này, đúng là người giàu nhất Vân Thành. Mỗi khi nàng lâm vào nguy cơ, luôn có thể được quý nhân tương trợ. Phán sai trường phu gã đúng lan, hai người lại lâm vào đánh lâu dài. Lăng tiêu, ngươi tên hỗn đảng này uy hiếp ta gã cho ngươi, nhưng ngươi vọng tưởng vào động phòng, tuyệt không có khả năng. Chương một, Ta là lão công ngươi, ngươi muốn tận nghĩa vụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Bên trên sai cục dân chính, gã đối với Lan. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Gây chuyện, ầm ý người con rùi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Nam nhân của hắn là ta bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Nổi giận công tử nhà họ triệu, uy hiếp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Dày vò, hàng duyệt hiếm quyết định. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Ngươi sự tình, ta giải quyết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Tần lộ xuất mã, cứu người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Lăng tiêu tâm mưu, đám người kiếm củi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 vô sĩ triệu cuồng ưng tìm mắng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test